Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đây một con bồ câu làm sẵn sạch sẽ là chứ để lông lam lum quay dài dòng quá. Đây tôi mới tính làm bồ câu xào xả ớt mà không có kiểu là ướp này, xả ớt này là bỏ sau cùng luôn. Tự chơi như vậy coi nó có ngon không? Đây ớt xả tôi làm sẵn hết trơn rồi. Màu mè mắm muối nằm sẵn đây hết nhá. Cái này là xào sả ớt không phải là bỏ sả ớt của chứ nè, đợi cho bồ câu nó chín luôn rồi bắt đầu tôi mới bỏ sả ớt vô. Thì bữa tôi thấy ông anh tôi nấu vậy đó, ăn cũng ngon thiệt, thơm mà tôi nói sao lạ kỳ trời, sao này nấu như vậy nó ngon lành gì phải bỏ sả ớt gì vô trước nhá. Anh là không đúng làm cái cách đó ngon. Thôi để giờ tôi nhanh để làm cắt bồ câu đồ tùm lum nhá. Cắt xong ngon lành rồi. Thôi giờ tôi bỏ lên đây bắt đầu là bắt lên bếp lửa là ngon lành thành đạo luôn, nấu theo kiểu ông anh tôi nấu luôn à. Để coi cái cây này lại coi. Cái độ chín được là ngon lành. Đó. Rồi, giờ là bật lửa luôn. Bữa anh tôi nấu sao thì tôi nấu lại như vậy luôn rồi bà con. Chưa dầu chưa màu mè như này, dầu bắt đầu màu mè này. Mình xào cho nó săn lại đó nha các bạn à. Ru. Còn một con long nữa. Rồi, thịt đã săn lại. Này chưa bỏ liền lên các bạn nè. Phải. Rồi, lúc đầu lên màu mè. Nhớ là xả ớt bỏ sau cùng nha các bạn nè. Muối hát cái này đường chứ đường này phải nói rồi tôi là tôi ăn ngọt tôi bỏ gì đường á. Muối sữa dạ nước mắm. Ngọt 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 ngọ
Bây giờ cái tua nhanh nha, tua nhanh cái nó dài quá. Đó, cái cắt dây leo cũng màu mè lắm chứ bộ, à, nhìn cũng ghê gớm lắm nhé. Giờ là đổ ra thôi. Cưới, rất có phô câu ra ngoài đấy. Sao? Nhưng giờ trước mắt là thấy ngon lành rồi. Đây. Ôi giời ơi, tôi nói phải đi qua lấy lông bia nữa chứ. Chơi phải có lông bia ngon lành được chứ. Để tôi hạ thấp thấp xuống nha. Ôi giời, cái thằng này bồ câu cháy sở hơi qua khuyên lông bia đây. Cho nó ngon lành. Đó. Bồ câu mà cháy xả nè, thôi ơi. Tôi nói nghỉ làm luôn. Hôm nay chắc nghỉ làm. Mời cả nhà ấy. Một mình nên thôi, chơi mình nên cho khỏe. Khỏi phiền ai. Mời cả nhà. Ơi, tôi nói nhức nách mà chết. Nên mời cả nhà nha. Nhớ cả nhà này, bộ câu. Ơi. Các bạn có đó, còn bạn có đây thôi. Tôi nói phê gì đâu luôn. Ơi. Không nói ngại. Ủa rồi. Cái này chắc là thả mùi thôi chứ. Rồi. Ôi ôi. Thả ôm. Thả trái ớt à. Rồi là dao đưa. Dao lên rồi dưa leo. Rồi. Ngon mà con mày không nói rồi. Yeah. Ngon bể đắt. Mới xả ngon không?
Nói cho anh, múc tay nó khỏe không? Gấp đũa em màu mẹ. Gấp và chạch búa chạch trên. Dưới. Nói nói nói. Bầu cô này. Bầu cô này. Dâu rồi. Nói như ngạ. Đây. Nó bán cái gì đây? Hay là cái phao câu? Tao phao câu được mà những cái sợi cục dầu quá. Ui nóng quá. Ui ơi. Chưa, cũng cục dầu. Bỏ. Ê. Nhìn quên uống trời, ăn không à. Ngon quá, quên uống luôn. Nhìn kia vậy. Trời ơi, tuyệt vời. Làm thêm một cục nữa. Một cục cánh này. Tôi nói thì các bạn nhìn vô đây mà ngồi mà các bạn không chảy nước miếng mới sợ luôn á. Tôi nói thèm cái lắm ngon. Thôi, bay lên. Cảm mệt quá. Giao luôn. Ngon ta. Thôi. Xương, xương non. Rồi làm hết lên chứ. Nó thấy ông mùi ngon quá quên hoài. Hai cục nữa. Ăn hết cái này chắc cũng phải cái tiếng đồng hồ này uống bia nữa mà. Ăn lại đây đây lâu lắm nên à biết nè. Màu xanh, không ngon hiểu. Nhưng bạn thử. Bạn ra chợ mua một câu giả, mình mua con non. Mua dài bao nhiêu 50 ngàn. Cặp trăm rưỡi chứ. Một con biết không, cặp trăm rưỡi. Chặt ra, nó làm như tôi á. Xả bớt bỏ sau cùng. Thì nó sẵn màu mè như ngon là hết trơn. Rồi bắt đầu các bạn bỏ xả ớt vô. Là xả nó không bị cháy lên thui luôn. Ngon lắm, nghe mình thăm. Chào bạn ơi. Rồi tôi ngồi ra đây rồi, chứ quay lâu lắm. Nói làm đi em. Bộ câu sao sợ ức nhất nách tuyệt vời của mèo. Thôi ba. Mấy chào các bạn ạ. À. Các bạn một ngày thật vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hai chào các bạn.